con tin có thiên thần, con tin Chúa trên trời, Ngài yêu con Chúa ơi. Con tin có một ngày, con ra trước nhân Ngài, con tin các thiên thần đứng bên con hát khen Ngài. Thiên đàng con vui bên Chúa, đời sống sẽ không khổ đau, cùng thần thánh ca hát khen Ngài, khói hương dâng trước tôn nhang, thiên đàng quê hương đất hứa, trời mới sống vui bình yên, và hiệp nhất thế giới anh em, quê trời hạnh phúc vô biên. Con tin có linh hồn, con tin có quê trời, uy nghi rất cao vời, tôn nhan Chúa hiển vi. Con tin sống cho đời, con tin Chúa yêu người, con tin những lao nhau, những khổ đau sẽ ngọt ngào. Thiên đàng con vui bên Chúa, đời sống sẽ không khổ đau, cùng thần thánh ca hát khen Ngài, khói hương dâng trước tôn nhang, thiên đàng quê hương đất hứa, trời mới sống vui bình yên, và hiệp nhất thế giới anh em, quê trời hạnh phúc vô biên.
thương u sầu giăng lối. Đừng bỏ con bơ vơ, sóng gió biết đi phương nào. Đừng bỏ con đơn hành trên đường mù tối vắng tênh. Con biết Chúa bên con, theo con khắp vạn nẻo đường. Con biết Chúa bên con, theo con lỡ con mồ côi. Con biết Chúa yêu. Kính thưa cộng đoàn cùng bộ, trong thời kỳ ước, ông Suze Nakafe đã nêu gương là một việc bác ái và hết sức có ý nghĩa. Ông xin dâng tế lễ cầu nguyện cho người đã chết được ơn xá tội. Giáo hội ngay từ buổi đầu kỷ nguyên Kitô giáo đã cầu nguyện việc tưởng nhớ cầu nguyện cho những người đã chết. Cầu nguyện cho người qua đời không chỉ là việc làm đạo đức, là duy phải có của người sống đạo hiếu, mà còn là một khẳng định của tín điều của Thánh Thông Công. Lời cầu nguyện của người sống có thể giúp bớt thời gian an nguyện của linh hồn người đã chết. Công đầu Vatican II khẳng định, giáo hội nữ hàng hết lòng kính nhớ, dâng lời cầu nguyện cho những người đã chết, vì cầu nguyện cho họ được giải thoát khỏi tội lỗi là một việc lành thánh. Giáo hội nữ hàng luôn nhớ đến các linh hồn trong nguyện cầu, nên dành cả tháng 11 hàng năm, và đặc biệt là ngày 2 tháng 11 hôm nay, để cầu nguyện cho các linh hồn. Đồng thời, trong mỗi thánh lễ, giáo hội đều cầu xin Chúa khoan dung, nhân từ, tha thứ mọi tội lỗi cho các linh hồn và dẫn đưa các linh hồn sớm về hưởng hạnh phúc vĩnh cửu bên Chúa. Cầu nguyện cho các linh hồn kiểu đầu là bác ái giữa chúng ta với các linh hồn, giữa những người còn sống với các linh hồn nơi địa ngục, vì các ngài không thể lập công đền tội nữa. Này, các ngài đang chờ đợi vào lời cầu nguyện của tất cả chúng ta. Trong số các linh hồn nơi địa ngục có thể có tổ tiên ông bà, cha mẹ, anh chị em chúng ta. Hãy tưởng nhớ ông bà, cha mẹ đã qua đời, không chỉ trong ngày lễ ăn táng, ngày Tết, ngày giỗ, đặc biệt trong ngày lễ hôm nay, mà còn nhớ đến các ngài trong buổi cầu kinh tối sớm trong gia đình. Những người có hiếu thảo thì năng xin lễ cầu nguyện cho tổ tiên, ông bà, cha mẹ, xin tội giữ lễ, lần chuối mân côi, làm các việc lành đạo đức, thăm viếng sửa sen, hương nến cho mộ phần của các ngài, nhất là viếng phần mộ các ngài nơi nghĩa trang, để nhà ơn toàn xã chỉ cho các ngài nói riêng cũng như các linh hồn nói chung. Quả thật, qua các việc đạo đức này, những người con cái thể hiện lòng hiếu thảo, nói lên mối liên hệ huyết thống gần gũi, sống đời và ấm cúng tình thân gia đình họ tộc. Kính thưa cộng đoàn, theo lời dạy của Thánh Giáo Hoàng Gioan Phaolô II, chúng ta cũng chỉ được nhớ đến linh hồn những người thân, chúng ta cũng được mời gọi để tưởng nhớ và cầu nguyện cho tất cả mọi người quá cố, dù tin hay chưa tin, dù thuộc về hay ở ngoài giáo hội hữu hình. Bên cạnh những linh hồn ông bà tổ tiên, thân nhân đồng nghiệp và những lối xóm của chúng ta, còn rất nhiều linh hồn mà người thân không có hoặc xa lánh không nhớ đến, chẳng cầu nguyện cho, nên trong mầu nhiệm các thánh thông công và chân tình bác ái Kitô giáo, chúng ta cùng tưởng nhớ, xin lễ dâng lễ cầu nguyện cho tất cả. Việc trong tháng lễ giờ đây, chúng ta tin tưởng rằng
và với ý nguyện đó kính mời cộng đoàn đứng sốt sắng hiệp thông thánh lễ. Xin kính mời đoàn rước và quý tre tầm tế kiến bước. Xin các đoàn hát ca nhập lễ. Thank you.
Nhân danh Cha và Con và Thánh Thần. Nguyện xin ơn dùng sức Kitô Giêsu Chúa chúng ta, tình yêu của Đức Chúa Cha và ơn công hiền của Chúa Thánh Thần ở cùng tất cả anh chị em. Kính thưa quý cha, quý tu sĩ, quý chức và hành giáo, quý cô ông bà chị em, tháng 11, tháng đã hồ bờ của chúng ta tưởng nhớ cầu nguyện cho các tín hữu đã qua đời. Ngày hôm qua, mùng 1 tháng 11, chúng ta đơn lễ trọng mừng đến các thánh nam nữ là những tín hữu đã khải hoàn và đang hạnh phúc trên thiên quốc. Hôm nay, mùng 2, chúng ta tưởng nhớ cầu nguyện cho các linh hồn đang chịu thân tật trong lửa tội. Trong tinh thần hiệp thông liên đới, trong tinh thần đạo hiếu của dân tộc Việt Nam, chúng ta những người con của giáo xứ Kẻ Sợ, một số quý cha quý tu sĩ, những người con tương gia hôm nay cũng trở về thăm phần mộ tổ tiên ông bà tham dự thánh lễ. Trong tinh thần tri ân, chúng ta đặc biệt tưởng nhớ đến quý cha cố, quý tu sĩ, quý chức bản giáo, quý vị ân nhân, quý tổ tiên ông bà cha mẹ, những người thân yêu và mọi tín hữu đã qua đời. Khi cử hành thăm lễ đặc biệt tại quý cha này, chúng ta còn tuyên xưng niềm tin vào sự sống đời sau, sự phán xét, sự thưởng phạt, mầu nhiệm các thánh thủ đô. Xin Chúa đón nhận những lời nguyện của chúng ta. Xin cho mỗi người chúng ta trong tinh thần tri ân tưởng nhớ cũng năm lãnh nhận các nghi thức gia tăng hy sinh việc làm nhất là ân xá để chuyển cho các linh hồn, để khi đã được ơn Chúa, khi đã được về hưởng phúc binh bây giờ, các ngài lại cầu Chúa phù trợ chúng ta để những tín hữu cũng là những người con cháu trên hành trình thương thế đến về bây giờ. Đặc biệt trong thánh lễ hôm nay, mà những ý lễ tất cả chúng ta vừa xin và đã nêu lên, giáo xứ chúng ta tưởng nhớ 8 người trong giáo xứ chúng ta trong thời gian vừa qua qua đời vì dịch bệnh Covid, có người trẻ, người trung niên, người già đi. Có dân thân có nghi thức, nghi cố để một vấn mắc rất to lớn với giáo xứ, đặc biệt đối với quý tăng quý giáo xứ. Xin bày tỏ tâm tình thân thương, cảm thấy hết sức đối với gia đình trước sự mất mát này. Trong vấn đề này, chúng ta cầu nguyện xin Chúa đón nhận tất cả, đặc biệt 8 người thân yêu qua đời vì dịch bệnh Covid thời gian qua, sớm được cầu nhận Chúa. Để tâm tình cầu xin và những ước chúng ta cùng được dâng lên được Chúa thương chấp nhận, chúng ta thành tâm cung cúng. Tôi thu nhận cùng Thiên Chúa toàn năng và cùng anh chị em, tôi đã phạm tội nhiều trong tư tưởng, lời nói, việc làm và những điều thiếu sót. Lỗi tại tôi mọi đàn.
chúng ta dâng lời cầu nguyện. Lạy Thiên Chúa toàn năng hằng hữu, Chúa đã cho Đức Kitô con Chúa chiến thắng tử thần mà về với Chúa. Xin cho các tín hữu đã qua đời được cùng Đức Kitô chiến thắng vẻ vang và muôn đời chiến thượng Chúa là đấng cao thầm và giải thoát họ. Chúng con cầu xin nhờ Đức Giêsu Kitô con Chúa là Thiên Chúa và là Chúa chúng con, người hằng sống và hiện trị cùng Chúa trong sự hiện nhất của Chúa thánh thần đến muôn thuở muôn đời. Lời điều ước tin vào sự sống đời sau, sự hưởng phạt vì những điều con người đã làm khi mạng thế. Ông Giuda Maccabe đã là một cử chỉ rất tốt đẹp và cao quý, đó là xin lễ tạ tội và cầu nguyện để các tử sĩ đã chết được giải thoát khỏi tội lỗi. Đó là nội dung đoạn sách Maccabe mà chúng ta nghe sau đây. Bài chích sách Maccabe quyển thứ 2. Trong những ngày ấy, ông Giuda thủ lãnh Israel đã mở cuộc lạc quyên và gửi 12.000 đồng bạc về Jerusalem để dâng buổi lễ đền tội cho những người đã qua đời. Đây là lời tốt đẹp và đạo đức phát xuất sở lý tưởng đến sự sống lại. Vì chưng nếu ông không trông mong những người đã chết sống lại thì việc cầu nguyện cho kẻ đã qua đời thì coi là một công vô. Nhưng vì ông tưởng nhớ rằng những người có lòng đạo đức sốt sắng mà chết đi sẽ được ơn rất cao trọng, vì vậy sự tưởng nhớ cầu nguyện cho những người đã qua đời để họ được tha thứ mọi tội lỗi và được tốt lành và xin ơn cứu thoát. Đó là lời Chúa. Thank you.
vì Cha đã yêu mến con trước khi tạo thành thế gian. Lạy Cha công chính, thế gian đã không biết Cha, nhưng con biết Cha, và những người này cũng biết rằng Cha đã sai con. Con đã tỏ cho chúng biết danh Cha, và con sẽ còn tỏ cho chúng nữa, để tình Cha yêu con ở trong chúng, và con cũng ở trong chúng nữa. Đó là lời Chúa. Xin kính chào quý cha, kính chào quý cô, ông bà, tất cả anh chị em đang hiện diện trong cái lễ hết sức đặc biệt hôm nay, như lại được xem là một sự bình thường và một sự bình thường mới. Dẫu sao chúng ta tạ ơn Chúa đã quy tụ chúng ta lại nơi này để chúng ta còn có thể chung lời ca ngợi, chung lời cảm tạ và chung lời cầu nguyện cho những người đã qua đời. Kính thưa quý cụ ông bà và anh chị em, chúng ta đang đứng trên một mảnh đất thật nhiều kỷ niệm và thật nhiều yêu thương. Tại sao có thể nói là đây là một mảnh đất của thật nhiều kỷ niệm mà thưa tất cả các vị đang nằm tại nghĩa trang này, chẳng phải là họ đã ra đi và họ mang theo rất nhiều kỷ niệm của cuộc đời của họ dính líu liên quan và có cả những kỷ niệm của cả chúng ta nữa. Họ đi, họ ra đi và họ mang theo rất nhiều kỷ niệm, và những kỷ niệm đó vẫn sống trong họ và vẫn rất sống trong chúng ta. Quý cụ ông bà và anh chị cứ về nhà ngồi kể cho con cháu và nghe những câu chuyện của những người đã đi, của những người đã mất đó, cho dù bao nhiêu năm chẳng nữa thì hôm nay ngồi kể lại nó vẫn cứ như mới ngày hôm qua, nó mới vẫn như là ngày hôm nay, vẫn như đang hiện diện vậy. Kỷ niệm không mất, không mất trong chúng ta, cũng không mất trong tất cả các vị đang nằm giải rác trong nghĩa trang này, hàng hàng lớp lớp, từ năm này qua năm nọ, suốt trên 60 năm qua. Kế tiếp, chúng ta đang đứng trên một mảnh đất đầy yêu thương. Tại sao lại nói như vậy? Thì cứ nhìn vào những đám tang đến rồi đi tại nghĩa trang này trong suốt nhiều chục năm qua, và có nhiều năm là dư lễ ở đây nữa, thì có thể bảo rằng là đã bao nhiêu nước mắt, cái mảnh đất này phải chứng kiến bao nhiêu giọt lệ đổ ra để nói rằng tôi yêu bố mẹ của tôi yêu vợ chồng của tôi yêu con cái thân bằng quý thuộc của tôi. Rất nhiều nước mắt đã đổ ra khắp trên cái mảnh đất này, nước mắt của yêu thương, nước mắt của tình nghĩa, rất nhiều loại nước mắt khác nhau đã đổ xuống trên mảnh đất này, bảo rằng chúng ta và những người đã ra đi có mối tương quan hết sức gần gũi để ta không thể quên nhau được, cho dù cái chết cũng không thể chia lìa được chúng ta. Tuy nhiên, quý thư yêu mà của anh chị em, nếu chúng ta chỉ bảo rằng đây là mảnh đất của kỷ niệm và yêu thương không mà thôi thì có lẽ chưa đủ. Có sẽ phải nói thêm rằng đây còn là mảnh đất của niềm tin. Tại sao lại như vậy? Thưa tất cả những người đã làm tại nghĩa trang này đều ra đi mà ôm ấp một niềm xác tín của cả cuộc đời rằng họ thuộc về Đức Kitô và họ sẽ sống lại như Đức Kitô đúng như lời Kinh Thiên Kính mà họ tuyên xưng suốt cả cuộc đời của họ. Và bây giờ họ vẫn tiếp tục tuyên xưng tôi tin xác loài người ngày sau sống lại. Họ vẫn nằm đây như chứng nhân của niềm tin Kitô nơi mầu nhiệm các thánh thông công, nơi mầu nhiệm Đức Kitô chịu chết và sống lại. Và mỗi lần chúng ta đến đây tham dự thánh lễ, mỗi lần đến mộ, chúng ta đến để nói với người nhà của chúng ta rằng tôi cũng đang tin, tôi cũng đang chờ đợi, tôi cũng đang khao khát
được trở về với Chúa. Thế nên thưa quý ông bà và anh chị em, không phải chỉ có kỷ niệm trong chúng ta, không phải chỉ có yêu thương ở trong chúng ta, mà có tình yêu nối kết chúng ta lại với nhau, và nhất là nối kết chúng ta lại với Thiên Chúa nữa. Tại sao chúng ta lại có thể nói như vậy? Thưa là vì chính lời Chúa ngày hôm nay có thể nói ra điều đó. Niềm tin nơi kẻ chết sống lại đã có từ rất lâu trong truyền thống của dân Chúa. Bài đọc thứ nhất trong sách Ma-ca-bi-ô đã cho chúng ta hiểu như vậy. Nếu những người đã đi là những chiến sĩ chiến đấu trong quê hương trần gian này và họ đã ra đi rồi, thì những người còn ở lại có một phần phải tiếp tục trợ giúp các chiến sĩ đó có thể đạt được phần thưởng là sự sống lại với Thiên Chúa. Chính vì vậy mà Juna Akenio đã quyên góp khoản tiền để gửi về xin cầu nguyện, và truyền thống này đã tiếp tục được thực hiện nơi cộng hòa các tín hữu trên toàn thế giới. Chúng ta dâng thánh lễ, chúng ta làm việc lành, chúng ta làm việc phúc đức, chúng ta hy sinh, chúng ta hy thả mình, hay là ngày hôm nay chúng ta lãnh ơn tỏa sáng, với điều kiện là phải sẵn tổ trọng, với điều kiện phải đức mình thánh Chúa, với điều kiện phải cầu nguyện hỏi Đức Giáo Hoàng để làm gì ạ? Để nhường cái ân sủng đức cho những người đang còn nằm tại nơi đây mà họ đã không thể làm được gì nữa. Nói theo ngôn ngữ các bạn trẻ như đó đã bó tay rồi, nhưng mà họ bó tay nhưng họ không bị bỏ rơi. Trong một nhìn của xã hội, họ ở đó và đang còn chúng ta ở đây. Các thánh trên trời chúng ta mừng đến ngày hôm qua có thể giúp đỡ chúng ta ở trần gian, và chúng ta là người trần gian lại có thể giúp đỡ những người đang còn được thanh nguyện, và đó là một nhìn các thánh thôi. Chúng ta rất vui mừng vì đó là quà tặng rất quý giá Thiên Chúa ban cho chúng ta, để chúng ta có thể ngồi đây không phải chỉ ca ngợi, không phải chỉ để nhớ nhung, nhưng còn để hy sinh thả mình và mong được thấy những người thân yêu của chúng ta được gặp Đức Kitô như lời Đức Giêsu đã phán và đã hứa trong bài tin mừng Thánh Gioan chúng ta mới nghe. Chúng ta cứ xin niềm tin nơi này, tôi tin Đức Giêsu là con Thiên Chúa xuống thế nào người đã sống, đã chịu chết, đã tán xác, đã sống lại ở lên trời vừa bên hữu Đức Chúa Cha. Mà Đức Giêsu đã bảo sao? Tất cả các anh em, tất cả các con được lên một ở trong Thầy. Lời cầu nguyện rất đẹp của Đức Giêsu mà chúng ta vừa nghe hết sức cảm động, để bảo với chúng ta rằng cho dù trần gian này có xảy ra điều gì chăng nữa thì chúng ta đã được gọi là người anh em, hơn người anh em nữa, người con, và hơn cả người con nữa, người được thừa từ với Đức Giêsu, vì chúng ta và Đức Giêsu là một. Rất là đặc biệt, thưa quý ông bà và anh chị em, chúng ta không chỉ đến Đức Giêsu như là một cái tượng để mình cầu xin, không phải như vậy, vì chúng ta đã được Ngài đưa chúng ta vào cái cuộc sống của Ngài, đưa vào cái vận mệnh của Ngài, để rồi nếu Ngài đã chết và đã sống lại thì chúng ta cũng sẽ được y hệt như vậy. Thế nên niềm tin Kitô giáo mang lại cho chúng ta một sự an ủi, một sự trợ lực và một niềm vui không thể người khác có được. Để rồi cho dù ngày hôm nay có điều gì xảy ra chẳng nữa, thì chúng ta đã có thể an ủi nhau rằng Thiên Chúa vẫn hiện diện, và lời Đức Giêsu đã hứa là không thể sai được. Đức Kitô ở trong Chúa Cha, chúng ta ở trong Ngài, như vậy mình ở trong Chúa Cha, để rồi chúng ta sẽ có được phần thưởng Đức Trời Đức Giêsu đã hứa mà Thánh Gioan cho chúng ta hiểu như vậy, và rất nhiều nơi Thánh Phaolô cho chúng ta biết như vậy khi Ngài nói quê hương chúng ta ở trên trời. Thưa quý ông bà và anh chị em, đó là lời hứa cực kỳ đẹp. Tuy nhiên lời hứa phải kèm theo cái số điều kiện nào đó, kèm theo một cái cố gắng nào đó mới phải không ạ? Thí dụ ở nhà quý ông bà có thể hứa các em của nhà mình là đừng có học ngoan, đừng có học giỏi nhé, sau năm nay bố mẹ sẽ cho con phần thưởng A, phần thưởng B, phần thưởng C, thí dụ như vậy.
lời hứa kèm theo cái điều kiện. Thế thì Đức Giêsu cho chúng ta lời hứa là anh em sẽ được nên một với Thầy và được về trời với Thầy. Thì lời hứa kèm theo điều kiện gì ạ? Ngài chỉ bảo chúng ta rằng là điều đáng duy nhất Thầy truyền cho anh em là anh em hãy yêu thương nhau. Và Thánh Gioan nói tiếp, yêu là gì ạ? Yêu là tin, đặt cho mẹ niềm tin nơi Đức Giêsu, cho dù cuộc đời của chúng ta rất nhiều lúc xảy ra, rất nhiều lúc xảy ra hết sức là trao đảo, hết sức là chân vân và nhiều khi trông chân vô cùng. Nhưng trong mọi hoàn cảnh có Thiên Chúa ở với chúng ta, vì Ngài hiện diện với chúng ta trong các bí tích, nhất là bí tích thánh thể mà chúng ta vẫn tham dự. Ngài ở gần chúng ta bằng lời tiên cầu nguyện của chúng ta, Ngài hướng dẫn chúng ta bằng lời của Ngài và Ngài cho chúng ta ơn hòa giải với lời cái con nói bằng bí tích hòa giải. Thế nên thưa quý ông bà và anh chị em, ngồi đây cầu nguyện cho những người quá cố là để bảo nhau rằng là chúng ta chấp nhận, chúng ta vui mừng vì Chúa cho chúng ta cuộc sống của ngày hôm nay, nhưng không phải chỉ có ngày hôm nay mà còn có cuộc sống đời sau nữa. Như trong phần tín nhật chậm lễ cho quản sứ mới nói, thánh lễ ngày hôm nay nhắc tới niềm tin gì ấy? Có sự sống đời sau, có thường có phạt, có thiên đàng có hạ ngục. Để làm gì? Không phải để hùng dọa chúng ta, làm cho chúng ta sợ và chúng ta mất đi cái cố gắng, nhưng mà đặt để phần thường và các phần phạt đó để ta cố gắng từng ngày. Cứ mỗi một ngày như vậy, chúng ta làm một điều gì đó tốt để bảo rằng con là con của Thiên Chúa đây. Thế nên thưa quý ông bà và anh chị em, đón nhận một lời hứa thì cũng đồng thời là đón nhận một sự thách đố, y để cha mẹ thách con mình học giỏi vậy đó. Đó là Thiên Chúa chờ đợi chúng ta mỗi một ngày hãy trở nên khi cô hữu hơn. Để đổi mới trong thời gian vừa qua, chúng ta cầu nguyện rất nhiều, xin Chúa cất cơ dịch bệnh này đi để ta trở lại cuộc sống bình thường như trước. Thưa bình thường như trước có nghĩa là sao ạ? Có nghĩa là trở lại y như lề thói cũ. Và như vậy có lẽ Thiên Chúa không chờ đợi như vậy đâu, có lẽ phải trở về một nề nếp mới. Chúng ta đang ngồi đến một sự bình thường mới, và có lẽ cái bình thường mới đó có thể được cái chuyện rằng là cần một sự hoán cải nội tâm nào đó để mình sống khác hơn xưa, sống đẹp hơn xưa, sống thật hơn xưa, sống nhân ái hơn xưa và sống có tình yêu Đức Kitô hơn xưa. Ước mong rằng là thánh lễ ngày hôm nay mời gọi chúng ta đối diện với sự thật của cuộc đời, đó là những cuộc ra đi có thể là rất bất ngờ cho anh chị em của chúng ta ở đây, nhưng có thể được chuẩn bị của cả cuộc đời. Và cho dù bất ngờ hay không bất ngờ thì ngay khi chúng ta còn ngồi đây, chúng ta đang được Thiên Chúa chuẩn bị cho cuộc ra đi đó rồi. Mọi người chúng ta ngồi đây đều đang được hưởng cái cuộc chuẩn bị đó. Thế rồi chúng ta có thể bảo ngay rằng hãy bắt đầu từ ngày hôm nay. Thế nên trở lại cái câu chuyện từ ban đầu nói rằng là đây là một mảnh đất cuộc kỷ niệm của yêu thương, thì có lẽ nếu không có niềm tin thì điều này không có thật. Nếu không có niềm tin thì kỷ niệm sẽ biến thành chua xót vì ta không còn được những kỷ niệm đó nữa. Nhưng thực tế kỷ niệm vẫn còn vì tình yêu của chúng ta cho đồng bào, cho bà con đồng tình của chúng ta ở đây vẫn đang còn trong tim ta. Nếu bảo rằng có yêu thương mà lại không có đức tin thì yêu thương nó trở thành đau khổ vô cùng, vì cái chết đã chia lìa chúng ta khỏi lứa đôi, cái chết đã chia lìa chúng ta khỏi tình nghĩa cha mẹ và con anh chị em bạn bè thân bằng quý thuộc, đau khổ vô cùng. Nhưng vì có niềm tin và niềm tin đã chiếu vào kỷ niệm của chúng ta để biến kỷ niệm đó thành cái lời nhắc nhở chúng ta rằng nếu họ đã sống và đã chết như những kỷ niệm hữu thì để được chúng ta, tất cả chúng ta hãy sống như những kỷ niệm và hơn bao nhiêu có thể được. Nếu có đức tin thì yêu thương của chúng ta sẽ mãi mãi tiếp tục sáng, mãi mãi tiếp tục cháy lên cho dù không còn nữa. Thì chúng ta có thể bảo rằng bạn cứ an nghỉ, bạn cứ an nghỉ, mẹ cứ an nghỉ, anh chị cứ an nghỉ,
chúng tôi những người còn sống tiếp tục tình yêu mà các vị đã sống và các vị đã đem về với Chúa, để đến giờ chúng tôi làm được những điều gì đó bằng tình yêu của Đức Kitô ban cho chúng tôi. Thưa quý bà và anh chị em, cái đêm kỷ niệm yêu thương và niềm tin đi đôi với nhau hay là song song với nhau để làm thành cuộc sống của Kitô hữu chúng ta ngày hôm nay. Cuộc sống ấy không khác gì cuộc sống của những người không có niềm tin tôn giáo, nhưng lại có một khác biệt rất lớn. Không khác ở chỗ là chúng ta cũng phải ăn uống, cũng phải ngủ nghỉ, cũng phải làm việc, cũng đối diện với sợ hãi, cũng đối diện với bao nhiêu lo âu, nhưng chúng ta có niềm tin rất lớn chiếu sáng của cuộc đời của chúng ta. Niềm tin đó là gì? Có một người đã chết và đã sống lại và về nước trời. Niềm tin của tôi đó là gì? Tôi nên một với người ấy và chắc chắn tôi sẽ ở với người ấy. Và người ấy ở đâu? Người ấy ở trên trời. Và tôi cũng sẽ được lên quê hương nước trời với các ngài, với ngài và với thân bằng quý thuộc của chúng tôi. Thế nên, thưa quý ông bà và anh chị em, với tất cả tâm tình đó, chúng ta cùng nhau tạ ơn Chúa đã cho chúng ta ngồi lại với nhau ngày hôm nay. Tạ ơn Chúa đã cho chúng ta những bậc tiền nhân là cha mẹ của chúng ta, thân bằng quý thuộc của chúng ta, các cha cố, các cha cháu, người đã dạy dỗ chúng ta, đang quy quần chúng ta ở đây để nhắc nhở chúng ta rằng hãy còn sống, tức là còn có thể yêu thương một cách sống động. Hãy yêu, hãy còn sống để bơm chơi kỷ niệm của cuộc đời. Mỗi một ngày phải là kỷ niệm đẹp để rồi kỷ niệm yêu thương và niềm tin sẽ trở thành cuộc đời và sẽ đi với chúng ta về đời sau. Xin kính chúc yêu bà và anh chị em tiếp tục giữ được niềm vui và niềm tin cũng như sự bình an ngay trong những tháng này, có thể nói đầy lo âu hôm nay. Amen. Xin kính mời quý vị cùng tâm lời cầu nguyện. Quý ông bà chị em thân mến, chúng ta đang hiện diện tại nơi an nghỉ của những người thân yêu đã khuất. Nhờ tình yêu Đức Kitô, chúng ta được kết hợp với họ các nhiệm màu. Hiện cùng các thánh trên trời, tất cả chúng ta tâm tâm tình tưởng nhớ và tri ân. Chúng ta cũng chúc tụng Chúa và tha thiết dâng lời nguyện xin. Thánh Basilio nói: "Tôi không có quê hương nào khác ngoài thiên đàng. Xin cho các linh mục mạnh dạn loan báo niềm tin xa ngoài người ngày sau sẽ sống lại và sự sống đời đời, để thúc đẩy các tín hữu chung thành thờ phượng Chúa và sống thân thiện." Xin Chúa nhận lời chúng con. Chính lúc chết đi là khi vui sống muôn đời. Xin cho xin thương con nhà anh chị em chúng con đã qua đời vào nước Chúa và trong
Chúa là Cha còn nắm trong nhân. Mọi người giáo sư chúng con cũng như liên hệ với chúng con
cùng tất cả các linh hồn mà chúng con cùng hiện dâng lên hôm nay, mà Chúa đã gọi ra khỏi đời này về với Chúa. Xin ban cho những kẻ đã chết như con Chúa thì cũng được sống lại như người. Xin Chúa cùng nhân dân anh chị em chúng con đang an nghỉ trong niềm hy vọng sống lại, và mọi người, đặc biệt các bậc tổ tiên ông bà cha mẹ và tất cả mọi quyến thuộc chúng con đang đi trần trong tình thương của Chúa, xin cho nên thấy được bóng hương ánh sáng tôn nhan Chúa. Chúng con nài xin Chúa thương xót tất cả chúng con, cho chúng con được đồng hưởng sự sống đời đời cùng với Đức Trinh Nữ Maria Mẹ Thiên Chúa, Thánh Cả Chúa Xe Bàn Trăm Năm Đức Trinh Nữ, các thánh tông đồ và toàn thể các thánh đã sống đẹp lòng Chúa qua mọi thời đại, và cùng với các ngài chúng con được ca ngợi và tôn vinh Chúa nhờ Đức Giêsu Kitô con Chúa. Vì an toàn dịch bệnh, xin kêu trong ban phục vụ tới đây chiều chúng ta thực hiện.
xin mang đủ lên. Thank you.
chúng ta hãy cầu nguyện. Lạy Chúa, Chúa vừa chấp nhận lễ bế chúng con đơn, xin mở đường tử ghi nhân hậu hướng đến anh chị em tin hữu đã qua đời. Nhờ bí tích này, Chúa đã ban cho họ phúc làm con Chúa, xin cùng cho họ được hưởng niềm vui muôn đời. Chúng con cầu xin nhờ Đức Kitô Chúa chúng con. Thank you.
Chúa đón nhận tất cả những nước mắt, những đau thương của chúng ta, đặc biệt của dân nghèo và dân lên Chúa. Xin Chúa ban ơn đạo của chúng ta là những nhân, và trong những ngày sắp tới đây khi gia đình sắp xếp được thì sẽ cũng có những phần kiến thức cũng như có khả năng cầu nguyện và tu tán được tại địa trang này. Xin cảm ơn tất cả mọi người và xin chú đồng phúc lại và xin mời bạn đứng. Chúng con xin nhắc cái cha của bạn tất cả cho cộng đoàn chúng con. Chúa cùng anh chị em, xin Thiên Chúa toàn năng là cha và con và thánh thần ban phúc lành cho anh chị em. Lễ xong chúc anh chị em đi bình an. Thank you.
chúng con